được của Phật A Di Đà đó. Xin mời xin mời cho ba xin mời cho quân chủ đó cho quân chủ nhau thân được của chị đó cho ấy cho quân chủ đó cho có dễ nó thì nó mới cho quân chủ nhau thân được rút xứ đó, chờ rút xứ nó nóng tới bí vậy, giờ rồng kia, nó đây nè. Chờ nó khá nó giờ tàu đó, chờ tàu tới giờ rồng đẹp, bây giờ tôi đẹp bây giờ tàu nó nè, rồng đây nè, nó giờ bây giờ rồng nè, đợt nó hiện được của khó tế nè. Thì bà ta của tôi đây đó thay bộ của giáo tộc mình chỉ xưa thì còn nó hiệu của lo chứ dễ nè lo chứ dễ thì cho nó hiệu của giáo tộc xin cho tôi nó cho nó là hoa tộc phát kỳ nó chỉ có sport thì giờ luôn bề lên đời tới rồi giờ mong phát kỳ sao to để cho tàu luôn luôn bề hồ lên đời nè thì cho tàu nó trông cái nó của nhà nó cả nó cá mò mò cái nó cho tàu nè trông nè xin dư cơ nó cho tổ nó nè xin bố hộ bố nó to dư cơ ngồi cho nó sợ cô con cháu là cá nữa nó cái thổ mà lưu lò thì ai của tôi nhớ rồng mà á chị thấy cái mà lưu cháu lò tao nè cô con là cá nó nói vậy cụ chỉ thấy nó chỉ mở lưỡi lò chỉ mở lưỡi lò mua của giờ tàu nó no tà đi nó tên gì nó thấy không mở lưỡi lò cho chỉ tê lông nó mở lưỡi lò sờ no tên lông nó tê lò tàu nó tí gì đây nè chị tao nói cho nhé rồi tao nói kia cho tao nói nhau cả cho rồi ông nó đợi mở lưỡi tôi làm mua cho tao nói no phải tao sát gì không có của tao lông chờ này chỉ một lúc là mới cho tổ ấy cho ông nó ta thế trời chỉ chúa sẵn là nó lo đồ phần này lo đồ phần này nó thế trường chúa này thế trường ta tổ gì như chưa đó thì cứ giờ đây tạo nó là tạo như nào cứ đi ok xuống câu thì kìa cho tổ nó xuống câu thì ta đi nè rung lên nó nè rung cơ hình này cho cháu là cái này ở bên cháu cái gì mẹ chỉ lừa đó chỉ lừa đó chỉ rung nó chấm lê nè nó để nó giờ đi nó cho phần này giờ tao đủ cột gió tao đủ thế cột gió thế nó cho nó chỉ giờ đi à cái tao nè rồi nó chỉ chua cho cái
để cho trò gái này con à, cho có lẽ bữa nào chỉ cho xong, cho chút xíu nên là nó mua cho nó lẩu hình thường là, chỉ lo cho tao nói nhập ba đó, bây giờ ba tao nó tao ta giờ này nhập ba, con lại đi lo cho tao nói nhập từ từ đó, từ từ thì coi tao cứ nói nhập, cho nên rủ bỏ, nên cho khó nè. Thì thấy nên sai của họ có định nhân đảm bác gạo lên nó xứ nó ở chỗ đây nên là còn của mạng chí này cho lực lại về đâu nè.